Amigim Geodisu 4202 với chất lượng cao cấp có phải là thiết bị bạn đang mong muốn được sở hữu? Bây giờ máy đo chuyên dụng.com sẽ review chi tiết cho anh em về thiết bị đo điểm trở này. Geodisu 4202 được đựng trong vali nhựa cứng cáp, cố định bằng hai quả kim loại chắc chắn, bên trong có lớp chống sốc, giảm tối đa tác động tới máy trong quá trình di chuyển. Mở vali sẽ có một thân máy chắc chắn, một tấm chuẩn để kiểm tra xem máy hoạt động có chính xác hay không, bốn viên pin AA, Amigim Geodisu 4202 có thiết kế dạng kìm kẹp sử dụng đơn giản, hàm kẹp rộng. Đây là nút nguồn. Đây là nút thay đổi chế độ đo. Nút hold giữ giá trị đo. Đèn. Nút xem giá trị đo. Nút lưu giá trị đo. Nút di chuyển lên xuống. Máy ghi điểm với đài đo điện trở rất rộng. Thiết bị đo dòng dò hoặc dòng pha chính xác với sự hỗ trợ của công nghệ TrueIMS, đo điện trở đất mà không cần que tiếp đất phụ. Kết quả đo được hiển thị rõ ràng trên màn hình điện tử. Geodisu 4202 nổi bật với khả năng kết nối Bluetooth với máy tính, điện thoại dùng phần mềm Android. Phép đo thời gian thực có thể được truyền, hiển thị và lưu trên thiết bị Android tối đa 100 phép đo. Chức năng so sánh trên thiết bị Android cho biết giá trị đo lớn hơn hay nhỏ hơn giá trị thiết lập trước. Chức năng tự kiểm tra nhiễu, tự tắt nguồn sau 10 phút nếu không vận hành. Amigim Geodisu 4202 đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, được đánh giá là máy kìm tốt nhất trên thị trường hiện nay, xứng đáng là trợ thủ đắc lực cho công việc của bạn. Hiện nay, Amigim Geodisu 4202 đang được bán với giá tham khảo là 24.145.000 đồng, cam kết hàng chính hãng Geodisu Nhật Bản, bảo hành đủ 12 tháng, hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc. Để mua sản phẩm, truy cập ngay máy đo chuyên dụng.com hoặc gọi số 0904 810 817 để được tư vấn chuyên sâu. Hãy like, share và nhấn đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật thêm những video hữu ích.